Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một clip review sơ bộ về dòng Zero của Battle B-daman. Thì dòng Zero là cái dòng đầu tiên các bạn có thể thấy ở trong phim hoạt hình của Battle B-daman. Ở đây mình giới thiệu đầu tiên là con Cobo Blade của Yamato. Thì đây nhìn khá là giống Phoenix của Tamago trong Super B-daman. Thì về dòng Zero có đặc điểm chung cho tất cả cái con B-daman thuộc dòng này, đó là cái bộ khung chính đây. Cái bộ khung chính là bộ khung chính, tức là một cái con B-daman hoàn toàn, là một con B-daman. Nhưng mà khác nhau thì các con B-daman đó được lắp lên các bộ giáp như giáp đầu, giáp vai, giáp tay, giáp chân và các phụ kiện khác đi kèm theo nó. Đây, như các bạn thấy là cái bộ kho của các con B-daman này hoàn toàn giống nhau, chỉ là khác màu thôi. Phần body thì khác màu. Đây, body là cái phần sườn bên trong này, màu trắng, màu xám, màu đen, màu đủ màu hết, màu đỏ nữa. Tùy theo cái con B-daman của các nhân vật khác nhau mà nó có cái body khác nhau, và bộ giáp trên nó cũng khác nhau. Như vậy thì các con B-daman này sẽ khác nhau những điểm đặc biệt như thế nào. Đầu tiên con Cobo Play, cái chính là tạo nên sự khác biệt nó, thì con này thuộc dòng là cái dòng power, là sử dụng bắn ra những phát bắn mạnh. Thì là đó là nhờ vào cái Cobo Wing này. Đây, thì nó kẹp phần co lại, nó giữ phần co từ phía sau này. Như vậy mà khi bắn ra thì viên đạn sẽ là mạnh hơn bình thường những con khác. Tiếp theo đó là con Bloody Kaiser. Bloody Kaiser là nó cũng thuộc dạng power, nó là bắn mạnh. Thì chủ yếu là nhờ vào cái barrel phía trước này, phía trước bụng của con B-daman. Nó cũng kẹp bộ co, nhưng mà khác với con Cobo thì nó kẹp ở phía trước, Cobo kẹp ở phía sau. Nhưng mà về lực bắn thì mình cũng chưa so sánh hai con này, nên là cũng không rõ là con nào mạnh hơn. Nhưng mà theo phim hoạt hình á, thì hai đứa này là anh em. Rồi bỏ qua hai con đó đi. Tiếp theo là một nhân vật xuất hiện cũng khá sớm trong bộ Battle B-daman. Nó là Bull. Đây, trong hộp mình thấy đây, Bull. Thì con này cũng là dòng Zero. Thì các bạn thấy là body của nó màu đen nè, màu đen, core màu xanh, giáp bên ngoài thì màu vàng. Thì con này khác với các con khác cùng dòng Zero ấy, thì cái giáp bên ngoài nó lớn hơn, do đó mà cái body của nó thì tổng thể con B-daman nó sẽ lớn hơn, nên là các bạn khi cầm bắn thì cảm giác nó rất là chắc tay, bởi vì nó lớn, nó vừa với cái tay mình. Còn mấy con khác thì cái giáp nó góc cạnh rất là nhiều, do đó việc control khá là yếu, điều khiển con B-daman khó khăn hơn. Cánh tay nó liên tục bị xây chuyển khi bạn cầm nắm như vậy. Đây là một điểm yếu rất lớn của dòng Zero hay Battle B-daman. Con này chủ yếu là control shot
Tiếp theo đó là nhờ vào cái giáp chân này. Giáp chân này nó giúp cho diện tích tiếp xúc nó với bề mặt rất là lớn, do vậy mà control shot tốt. Về power thì cũng tương đối. Con này thì mình đánh giá là mình thích như con này nhất trong dòng Zero. Còn đây là Proto 001, là mẫu Zero, nhưng mà Roto cũng giống như Super B-daman cũng có các dòng Roto B-daman. Thì con này người ta, hay mình nghĩ người ta mua chủ yếu là để lấy các phần giáp trên con B-daman này để lắp vào, hoặc là người ta có thể thêm thắt vào cái con B-daman khác. Chủ yếu người ta có thể sử dụng thứ nhất là cái phần barrel trên con này. Barrel này không có tác dụng là tăng lực mà chỉ là ổn định đạn đạo. Đây mình có thể lắp lên trên con Kobo cho các bạn xem đây. Đó. Như vậy là cái dòng Zero này các bạn có thể là có khả năng là lắp cái bộ phận từ con này sang con kia. Do đó bạn có thể custom tùy chỉnh khả năng của một con B-daman chính của bạn sử dụng. Đây là cái này là cái phần tiếp đạn loại nhựa của con Proto mình lắp qua. Thì nhờ cái này thì mình có thể lắp lên trên nó, có thể là chứa được 3 viên. Các bạn có thể bắn tên liên tục được. Cũng tương tự như vậy, nếu như các bạn thích thì lắp cánh này qua con khác rất là bình thường. Tại vì cơ bản thì dòng Zero thì tất cả các bộ sườn của nó đều giống nhau, cho nên là cái bộ phận bất kỳ của con nào có thể lắp qua con khác. Như vậy Proto là một con B-daman người ta mua để lấy những cái phần giáp hoặc là các phụ kiện trên nó để thay thế cho các con khác. Còn tiếp theo đây mình cho các bạn xem là con Black Knight. Black Knight của con nào mình nhé, mình cũng quên tên rồi. Nhân vật đây. Black Knight thì chủ yếu là nhờ cái control nhờ ở hai bên cánh tay thì nó đi liền mà gắn với cái đôi cánh này. Cánh ở phía dưới nó có cái bánh xe này giúp cho bạn di chuyển ngang, do đó là các bạn có thể bắn rất là nhanh. Thì mình nghĩ con này thuộc về dòng speed rapid fire, nó là bắn nhanh. Thì cái phần giáp cho các bạn thấy là dành khá là giống một chiến binh thời xưa. Tổng thể con này màu đen. Còn decal thì mình chưa dán tại vì nó quá nhiều chi tiết nên mình cũng ngại làm biến. Một số phần trên con này thì nó làm bằng nhựa dẻo. Đây giáp chân nhựa dẻo, những phía trên đầu cũng nhựa dẻo. Con này lực bắn thì yếu, nhưng mà khả năng di chuyển trên sân khá là tốt. Nhưng mà điểm yếu là nó di chuyển về trước khó, là do cái chân này nó bằng cao su nên là nếu mà đẩy về trước thì nó sẽ bị rít, khó khăn. Lực yếu, chủ yếu là bắn về tốc độ và chi di chuyển ngang là lợi thế của con này. Thì cuối cùng con này là gì vậy? Mình cũng quên tên rồi. Rekuso hay Bakuso gì đó. Mình cũng hay nhầm lẫn về hai tên con này. Nhưng con này thuộc B-daman Fact. Như các bạn thấy đây, ở bên trong bộ kho của nó đã bị nứt. Màu trắng. Thiếu giáp chân. Thì thôi, mình cũng không đề cập nhiều con này. Tiếp theo là điểm đặc biệt của dòng Zero, đó là
cái giáp DHB hay là tên đầy đủ là Direct Hit Battle Armor giáp DHB. Thì giáp này người ta chỉ sử dụng khi nào mà người ta tham gia trò chơi dạng DHB, tức là bắn trực diện vào nhau, vào tức là bắn những đối thủ sẽ dùng B-daman của mình để bắn trực diện về B-daman của đối phương. Khi lắp cái giáp này lên thì khi mà bạn bắn vào điểm này đến một lúc nào đó thì cái phần mà bạn bắn như chỗ này nè, nó sẽ đẩy về sau cho tới một giới hạn nào đó, thì cái phần lóc đạn này nó sẽ sập xuống, thì coi như người đó sẽ bị thua cuộc là do là không thể bắn được nữa. Trò chơi đơn giản nhưng mà cũng sẽ là thú vị. Đây mình sẽ lắp DHB lên cho các bạn xem. Để lắp DHB thì việc cần kiếp đầu tiên là phải tháo cả chân ra. Tiếp theo là lắp cái phần còn lại lên con B-daman. Lắp chân lên. Đây là phần tiếp đạn hay là magazine ở phía sau con B-daman. Chủ yếu thì là để cho bạn có khả năng bắn liên tục. Lâu quá mình cũng không lắp cái giáp này lên nên là cũng sai thứ tự. Đây. Còn phần này là để dạng như sai ngắm cho con B-daman. Con này chủ yếu về chủ yếu để lừa con nít thôi, chứ như tụi mình thì cũng thấy nó rất là bình thường, không có tác dụng gì nhiều. Đây là sai shot. Đây là con B-daman sau khi đã lên giáp DHB như các bạn thấy đây. Thì khi bắn các đối thủ khi đấu với nhau sẽ bắn vào điểm này của con B-daman. Thì đến một lúc nào đó cái phần này nó sẽ vô, nó sẽ đẩy vào sâu hơn trong cái giáp con B-daman, và cái lock shot này nó sẽ đổ sập xuống và không cho người chơi bắn tiếp tục được nữa. Thì người nào sẽ bị sập cái lock này nó sẽ thua trước. Vậy đó. DHB là cái phần mà mình thích nhất của dòng Zero hay là Battle B-daman. Rồi tiếp theo đây mình sẽ làm test shot của tất cả con B-daman này cho các bạn xem về khả năng của những con B-daman của dòng Battle B-daman. Mình sẽ di chuyển camera. Rồi dưới đây, ở đây là mình có vài mục tiêu. Ở đây là đầu tiên mình sẽ thử với Cobalt Play. Và để tăng khả năng bắn liên tục, mình sẽ lắp lên nó cái
cái magazine nhỏ của Roto. Như bạn thấy là mình có thể chứa được 3 viên đạn trên con B-daman này. Như các bạn thấy là control trên con này khá là khó khăn, là do lực bắn mạnh của nó. Để bắn lọc giữa cái hai cái mục tiêu thì khá là khó. Nhưng mà là về lực bắn thì con này có lực bắn tốt. Mục tiêu ngã. Lực bắn rất tốt. Tiếp theo mình sẽ thử con cũng cùng dòng power, con có Bloody Kaiser, cũng lắp cho đó cái bộ phận tiếp đạn. Lực bắn trên con này có vẻ như là kém hơn con Kobo. Lực bắn không tốt như con Kobo. Theo như trong chuyện thì con này bắn rất là mạnh. Cũng là một con B-daman có lực bắn tốt. Tiếp theo mình sẽ thử con Black này cho các bạn xem. Con gắn lên nó bộ phận tiếp đạn. Như bạn thấy là lực bắn rất là bình thường, không mạnh lắm. Con này chủ yếu là di chuyển ngang tốt. Con này cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài cái vẻ ngoài khá là đẹp và khả năng di chuyển ngang nhờ cái bánh xe ở chân. Tiếp theo là con này tên gì nhỉ? Helio Breaker của Bull, nhân vật một người bạn của Yamato trong phim hoạt hình. Lực bắn khá tốt, lực bắn cũng tốt. Khi cầm con này cảm giác rất là thoải mái nhờ vào cái giáp nó lớn. Sẽ thử khả năng bắn liên tục con này trên như thế nào. Lực bắn rất tốt. Tiếp theo mình sẽ thử con Roto sử dụng giáp DHB. DHB thì có cái phần magazine này phía sau. Như bạn thấy đây, mình có thể lắp đạn vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có thể là có vẻ như là 7 viên là tối đa rồi. Một viên bị kẹt. Nó bắn là bình thường. Đặc điểm chung của tất cả cái con Zero mà khi mà lên cái giáp DHB này đó là lực bắn nó sẽ giảm đi nhiều đối với các con sử dụng lực như con Kobo này.
đó là do nó đã bị tháo mất cái cánh này, phải tháo cái cánh này ra thì mới lắp được cái magazine phía sau. Mình sẽ cho các bạn xem DHB Palo là như thế nào. Thì hai người chơi sẽ cùng lắp lên bộ giáp DHB và bắn trực tiếp về B-daman của đối phương. Thì bắn vào điểm này của con B-daman. Liên tục bắn và người kia có thể di chuyển né đạn ở trên cái field. Như các bạn thấy là khi mà cái phần điểm hit này khi bị bắn nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái phần che cái barrel này nó lỏng ra và nó sẽ sụp xuống như vậy. Mà barrel bị che thì không thể bắn được nữa thì người đó coi như thua. Nó là như vậy đó. Các bạn thấy là cơ bản DHB là như vậy. Rồi như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về dòng Battle B-daman của tiếp theo vào năm 2008 của Battle B-daman. Một số B-daman mình giới thiệu ở đây có thể là một số là hàng real và một số là hàng fake. Nhưng mà chủ yếu là để cho các bạn biết thêm về một dòng B-daman. Ngoài cái dòng B-daman, Super B-daman mà các bạn lâu nay mình review cho các bạn xem, thì hôm nay mình tạo cơ hội để cho những bạn không có thời gian nhiều để biết thêm về những con B-daman khác. Tạm biệt các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn vào các clip review về sau. Chào tạm biệt.